Bờ giờ trên bờ ngắm xuống sông, vậy dưới sông ngắm trên bờ cái gì đó đi đường hả? Dạ. Không đường hả? Ê thì chị quay mở một quay nữa, cái nắng quay. Nhà này đúng là cổ thiệt luôn á, mấy trăm năm rồi. Này này có từ ngày xưa rồi, sửa ngày xưa rồi, đúng không? Mà hình ra. Chưa thấy cổ dữ lắm á. Bây giờ mình qua cầu.
Kim trai quay lại nhìn. Chồng ơi quay lại nhìn. Đàn bà ta đi đang vậy đó, còn đàn ông cái cưới cắp đầu đi thôi. Đàn bà nó cũng muốn chụp hình chứ bộ. Đúng không? Chụp cho vợ gì chưa? Chụp đi chụp chứ. Còn nóng rồi, nhiều rồi. Mà ý vợ nói á, bạn hàng á. Đây nè, chụp đây cho vợ nè. Hiện thể hiện khương điều nè. Cái cầu chứ, nhưng mà cái cầu ấy. Sập bệnh. Ý là chỗ cái cầu nó có chữ Hội An kìa. Đây nè. Chụp này chụp cho người ta rồi. Đấy. Chờ cái này chụp đầu người với chụp gì? Thôi luôn đi. Quá trời người luôn. Chụp thấy cái đầu không? Chụp người mới đông chứ. Hả? Chụp người mới đông vui á. Dương Thủy. Biết người nào là chủ của tấm hình. Oh yeah. Hả? Cái này. Chụp thì nè, làm hay đi. Anh đi Việt Nam đúng không? Em sẽ đánh hết. Phương nào? Phương nào? Phương nào có người khác? Phương này đi Việt Nam đi hướng dưới rồi. Đúng không? Đây mình đi hướng này. Đúng là phố làm đèn mà. Chỗ nào cũng chở đèn hết trơn. Trong đây nữa nè chồng, mình vô đây thử coi. Khu đó tới đó hết được không? Khu đó hết rồi. Đây thôi. Ăn gì không? À. Bữa nay chạy sớm hơn bên kia nè, bên kia mới chuẩn bị à. Cài đồng đèn kìa. Không phải rồi mua dễ đâu, luôn lắm. Vậy thì để chú tập việc và phải làm ăn rồi. Đi đâu có gì đâu coi. Nghe cho đi. Cái lợn. Đi ra, trong đây không có gì hết. Đi ra đi hướng kia. Mày gà ăn không? Cái làm gì? Cái gái. Nha chứ không đây đâu có gì đâu. Đúng không? Đúng rồi. Thank you.
bán cả cái đồ. Ăn hết hả? No. No, lắm rồi. Thôi. Rồi mấy trời tôi làm lên. Mấy. Thấy mà mua không tốn làm mới sao làm. Làm sợ lạ bà làm. Cô thì mua không tốn làm. Để chứ đều không? Mình đi bên đi, mình đi xuống nhà xuống, xuống trên cái đẹp hơn chứ.
chưa, hôm đó mình chưa đi tới đó kìa, người ta đi đông kìa bạn. Bây giờ đi hướng đó nha. Đà Nẵng nhiều chuyện thiệt đó hả? Đà Nẵng đẹp mà bạn. Đây là Hội An. Đúng rồi bạn. Sorry, xí nó lại. À, đây là xuống đây nè bạn. Ở dưới đây nó đẹp hơn bạn à. Phúc phúc của anh Phúc Quân biết. Này là phố cũ chứ không phải là phố cổ nữa. Tại vì có nhiều thứ đã được tu sửa. Nhưng mà nó vẫn còn đẹp đẹp. Người Đà Nẵng cũng khá thân thiện. Nhiều ổn chứ? Ê, ít thức ăn. Đổi đèn rồi đó. Nguyên chỗ đi. Lo rồi hả? Bây giờ mình cũng từng đó rồi. Bạn có muốn ăn kem cuộn không? Không. Mình không biết là bây giờ ấy quên. Bạn có biết là bây giờ mình rất là mở cảnh không? Đây, cầm ở đây. Mình 2020. Ok. 2020 nha, anh 19 nha. Rồi đi. Nè, bạn cầm như vậy nha. À. Rồi bấm vô nút trắng cho mình nha. Rồi bấm đây. Bấm đó là tắt luôn đó nha. Nút trắng làm gì? Chụp hình nè. Chụp hình đó nha. Ok. Ok. Vô đi. Nhanh lên. Làm gì làm giá. 1, 2, 3. Tịch. 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 Làm đi. Tịch. 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 Rồi coi có không. Tịch tịch nói nhiều lần nhiều lần á. Có không. Coi đi. Bây giờ mình xin kết thúc nha bạn. Ok. Đó, bây giờ mới mốt lại trên Đà Nẵng nha bạn. Ủa quên lộn. Hội An. Sorry. Trời sao quên hoài. Trời hình như mình thích Đà Nẵng hơn hay sao ấy.